Tiến xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục là một clip gỡ một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần này thì lô cần carbon, cần lua nhé. Có vài cây fengon, cần mấy ngang, và bên đây là mấy ngang, bên đây là máy đính. Rồi để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi của clip lên á thì anh em cứ gửi qua cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Tham khảo thì cái thứ nhất lên cho mọi người là một cây cần lua. Thì cây này cây cần lua carbon của hàng Rasta gì nè. Thì cây này dài 1m8, phôi là phôi carbon nha mọi người. Đó, đây phen nó, đây phen nó loại xứ loại inox nè. Đó, phôi cũng là phôi carbon. Thì cây này thích hợp cho anh em câu mồi giả. Thay anh em có thể câu ngâm, câu dạng câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Cần còn khá là đẹp. Cây này nó cứng ra tầm khoảng cái xem cứng ra tầm khoảng L thôi nha mọi người, cứng ra tầm khoảng L thôi. Đó, anh em xách cái này đi có thể câu cá bóng, cá bóng đục nè, cá hanh, cá cháp cũng rất là ok. Đó, cần thì không lỗi nha, phôi carbon dài 1m8, độ cứng tầm khoảng L, phôi carbon sẵn. Rồi giá công khai cây số 1 giá là 300 nha mọi người, 300k cộng ship. Đối với một cây cần carbon thì giá khá là hời rồi. Đó, thì cái này nặng là 97g, đọc 1 ly 7, dài 1m8, giá là 300k cộng ship. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 lên mọi người quẳng một cây cần carbon. Đó, cây này dài 1m8, cứng ML, đây hàng carbon nhé. Thì những cây này thì lấy từ thị trường Nhật về nha mọi người. Phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen hãng, phen sứ nha, căn hạn nhưng mà là phần xứ đây. Đó, ủa đây thì tất cả phen phôi hoàn chỉnh hết nhá, bát hãng luôn. Cán là cán bằng, phôi là phôi carbon dài 1m8, cứng ML. Đó, không lỗi gì chơi nha mọi người. Cần không lỗi. Rồi thì cái này nặng là 104g, đọc 1 ly 8, giá công khai cây số 2 giá cũng là 300 nhé. Cây này ngoại hình còn khá là ok. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 lên cho mọi người một cây cần của China. Thì cây này của hàng gì nè, chả biết tên nữa. Thì cây này vẫn là một cây hàng carbon, dài là 1m8, dài 1m8 nha. Thì cây này nó có thông số tải mồi tầm khoảng cứng khoảng LML nhá. Đó, bát là bát hãng, phen là phen Fuji nhá, phen của nó là phen Fuji, cán là cán bằng, phôi của nó là phôi carbon. Đó, cần thì ngoại hình có xây xác nhưng mà phen phôi chuẩn hết trơn nhá. Cái này anh em có thể về câu mồi giả, câu lóc, câu chẽm. Đó, hôm thôi anh em có thể câu dạng câu ngâm, dạng câu cảm giác cũng rất là ok, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó, thì cái này nặng là 105g, đọt 1 ly 8, dài 1m8, tải mồi từ 1.75 đến 10.5g, tải dây từ 2 đến 10 lb. Rồi giá cũng hai cái số 3, giá là 400k nhé, 400k cộng ship cái số 3. Tiếp theo cái số 4, thì cái số 4 lên cho mọi người một cây hàng của Korea. Thì cái Korea này là một cây hàng của Suzumi nhé, hàng Korea xuất Nhật. Cây này cái cán nó còn miếng ni lông luôn nè. Đó, đây cũng vậy, cán là cán bằng, phen của cây này là phen gọn, phen gold, phen chân gold, đổi xứ, phen Fuji nha mọi người. Đó, cây này nhìn khá là chất lượng. Thì cây này dài sẽ là 1m8 nhá, dài 1m8, phôi là phôi carbon, phen Fuji, tổng thể quan hình còn rất là ok luôn. Đó, không có xuất sắc gì nhiều. Cái này độ cứng ngăn lờ nha mọi người, độ cứng ngăn lờ. À, anh em có thể câu mồi giả, câu cá sắt, câu lóc, câu chẽm các bạn ok. Anh em có thể hoặc có thể câu cá bóng đục, cá lu đục, cá hành, cá cháp, phen phụ xi nhé, phen phụ xi loại xám. Cái này dạng đánh cảm giác là khỏi chơi. Đây, test độ cong cho mọi người xem nhé. Thì cái này nặng là 105g, đọt 1 ly 7, dài 1m8. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 7g, tải từ 6 đến 10 lb. Rồi giá công khai cây số 4, giá là 650k cộng ship nhé. Đó, vì cây này còn khá là mới. Tiếp theo cây số 7, cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của, vẫn là của Suzumi, một cây hàng của Korea xuất Nhật. Thì cây này dài chỉ có 1m68 thôi nha mọi người, dài 1m68, độ cứng vẫn là độ cứng L. Thì cái này có
cán bằng của nó nè, nó là bị xuống màu một tí thôi nó. Thì đây quay rõ cho mọi người xem ha. Thì mấy cái này thì anh em về mua màn co bọc lại là ok đó, không ảnh hưởng gì. Fan của nó vẫn là fan Fuji, fan Changgon đội xứ đó, đội xứ xám nhá, Changgon đội xứ xám bát hãng. Tổng thể cần thì cũng rất là ok rồi đó, cần không lỗi, fan ok, đẹp đẽ, bộ ok. Tổng thể ngoại hình cây này cũng còn khá là ok, chỉ có cái cán của cây này thôi. Cái cán cây này thì nó bị sau thời gian sử dụng á, mà người ta không vệ sinh nó bị xuống màu một tí đó. Thì cái này nặng là 100, nặng là 90g, đọt 1 ly 9, dài là 1m68. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 7g, tải dây từ 6 đến 10 lb. Giá công khai cây số 5, giá là 550k nhé. Giá công khai số 5 550k cộng ship. Tiếp theo cái số 6, cái số 6 lên cho mọi người một cây hàng khá thương hiệu đó. Thì cây này một cây hàng thương hiệu của Bạc Lây. Cây nó có tem mít tích nè, mấy cây xịn sò. Thì cái đây một cây cần của Bạc Lây. Thì Bạc Lây là một thương hiệu của Mỹ nha mọi người đó. Bát Bạc Lây luôn nè, bát hãng luôn đó. Cần đây nhìn từ xa nhìn khá là đẹp nhá đó. Phen của nó là phen sứ loại xám, phen Fuji nha mọi người. Thì cái này dài là 1m98 nha, dài 1m98. Độ cứng của nó là ML nha, dài 1m98, độ cứng ML. Cần thì còn khá là ok. Đó. Cần rất là ok nha mọi người. Đây, phen nó đây. Đó, phen cũng còn rất là đẹp luôn. Buông nó đây. Thì cái này về cho anh em là con lóc, con chẹm, không mồi giả nha, chuyên về mồi giả hơn. Thì nó tải mồi mát chỉ có 10.5g thôi, nhưng mà tổng thể cần còn rất là đẹp, cán 3 khúc. Thì anh em cần cứ báo shop chụp hình cận cảnh để cho mọi người xem nhé. Đây, thông số. Đây, một cây Bạc Lây, một thương hiệu của Mỹ, có tem đàng hoàng. Thì cái này dài là 1m98, đọt 1 ly 8, nặng là 110g. Thì cái này tải mồi từ 1.75 đến 10.5g, tải dây từ 3 đến 10 lb. Rồi, giá công khai cây số 6, giá là 650k nhé, 650k cho cây số 6. Đó, càng cũng khá là ok nhé. Độ cứng ML, đánh lóc là 1.4. Tiếp theo cây số 7, cây số 6, cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Thì đây một dạng cần hàng hệ, đây Daiwa carbon sóng ít ha. Thì đây là một cây Daiwa Rocat xin mọi người, một dòng Rocat. Thì cái này của Taiwan sản xuất. Cái này dài là 1 m, dài là 1 m 8, độ cứng ML. Thì cái này tải mồi từ 3.5g đến 14g nhé, tải mồi từ 3.5g 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Bát của nó là bát Daiwa nè, bát khá là đẹp nè, bát khá là đẹp nha mọi người, càng mốt. Phen của nó là phen Fuji, nè, phen của nó là phen Fuji. Cọc bằng trắng ha, phen Fuji, Fuji 23, lỗi xứ. Thì tổng thể càng nhìn còn khá là đẹp nè, không có lỗi lầm lỗi gì hết. Đây qua bát Bezo. Cái bát đặc biệt nha. Thì cái này nặng là 105g, đọt 1.8, dài 1.8. Thì cái này tải mồi từ 3.5 đến 14g, tải dây từ 6 đến 12 lb. Rồi, giá công khai cái số 17. Giá công khai cái số 7, giá 600 nha mọi người, 600 cái số 7. Tiếp theo qua đây. Qua đây là cây này là khách gỡ thanh lý nhé. Thì qua đây là cây số 8. Thì cây số 8 lên mọi người một cây cần của Daiwa Foil Carbon Sun X. Phen của nó là phen sứ mà phen thường nha mọi người, phen thường, bát thường luôn, bát Daiwa. Đây, công ty sản xuất Daiwa Việt Nam nè, nhỏ dụng cụ câu cá gì nè mọi người. Đó, này Foil Sun X ha. Cây này hình như mới mua hình như là 1 triệu 1 triệu 2 đó, chả nhớ. Cách gỡ thanh lý buộc chống sẵn, buộc hãng luôn đó. Thì
Cây này về cho anh em là cầu bạo lực nhá. Dạng này cây này dài là 1m98, đọt của nó là, để đo đọt xem, cây này đọt 1.7 nha mọi người, đọt 1.7, nặng là 110 gram, đọt là một dài là 1m98 đó. Cái thông số của nó là M nha mọi người, thông số M thì cái này đánh lốc đánh giá thiệt của tư rồi đó. Cái cũng còn khá là cứng đó. Cái này dạng cách gỡ thanh lý thôi. Thì cái này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 6 đến 15 lb. Rồi giá cũng phải cái số 8, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng xếp cái số 8 đó. Ok, hàng của đây qua về đánh giá thiệt. Tiếp theo cây số 9, thì cái số 9 lên cho mọi người là một cây cần của Ilua. Đó, cây này cũng cắt dở thanh lý. Thì cây Ilua cũng còn khá là đẹp. Đây, dòng này có que đồ đỉnh cũng rất là ok nè. Phôi phôi carbon sáng nhất nha. Hình cá nè. Bắt Ilua. Đó. Càng khá đẹp đó. Càng còn khá đẹp luôn đó. Không có xuất sắc gì nhiều hết. Phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen hãng nha. Sáng ngăn gút càng rất là đẹp luôn. Thì cái này dài 2m1, nó tải mồi từ 10 đến 40 gram, tải dây từ 10 đến 38 lb đó. Từ 10 đến 40 gram thì cái này về cho anh em tính giá thiệt vô tư luôn đó. Rất là cứng. Cái này độ cứng nó để trên đây là độ cứng MH nha mọi người, độ cứng MH đó. Cái này mình đánh cá vô tư. Thì cái này nặng là 108 gram, đọt 2.6 ly và 2m1. Giá công khai cái số 9, giá là 650k cộng xếp nhé. Cái này còn tối nha mọi người, còn tối luôn đó. Tiếp theo cái số 10, cái số 10 lên mọi người một cây cần dạng cho anh em lô gần đánh lóc. Thì cây này một cây cần của, để xem, Ocean đó, một cây cần của Ocean. Thì cái này dài 2m7, nó tải mồi từ 10 đến 20 lb, tải ra mồi từ 30 đến 80 gram. Phôi của nó là phôi carbon, phan là phan hãng nhé, phôi carbon, phan phan hãng. Đây, phôi carbon nha mọi người đó. Thì cây này lấy từ thị trường Nhật về, bát của nó, gốc của nó là gốc cán bằng. Đó, cũng còn rất là mới luôn nè. Phôi carbon dạng sáng ít, nhìn còn khá là đẹp nhá. Cần còn khá là đẹp. Được cái này nó đẹp, với phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen hãng chứ không phải là phen fuji nhá. Dài 2m7, tổng thể còn rất là đẹp. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 93% nha, rất là mới. Thì cái này về cho anh em câu lóc, câu chẹm, câu gần. Giá cũng rất là mềm. Thì cái này nặng là 260 gram, đọt 2 ly, dài 2m7. Thì cái này tải mồi từ 30 đến 80 gram. Giá công khai cái số 16, giá là 650k nha mọi người. 650k cái số 16. Ủa, cái số 10 mấy ta, cái số 10 chứ, cái số 10, giá 650k nhé. Rồi, đó là nguyên lô máy đứng. Qua đây là máy ngang nha mọi người. Tiếp theo qua đây, qua đây cái số 11. Thì cái số 1 lên cho mọi người một cây cần một khúc, cán là cán súng. Thì cây là một cây bạc lây, một thương hiệu của Mỹ. Chất liệu làm là graphite nè, graphite bồi nè. Cây này phôi rất là chắc luôn, cũng là carbon. Bạc lây. Phen của nó là phen fuji nha mọi người, phen là phen fuji loại xám. Cần một khúc. Thì cái này rất là châu bò, về anh em câu lóc, câu chẽm vô tư. Vì nó một khúc, nó cái độ cảm giác cần nó rất là cao. Độ tải cá cũng cao nữa. Thì cán là cán khúng, cán súng máy ngang. Thì cây này nặng 106 gram, đọt 2 ly, dài là 1m56. Thì cái này tải mồi từ 5.25 gram, 17.5 gram. Rồi, giá công khai 11, giá là 400 nha mọi người, giá khá là beo. Giá 400, cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 cắt gỡ thanh lý. Đây mà một cây cần, shop cũng không biết cần gì luôn. Đây, biết là phôi của nó là phôi carbon. Đó.
cán carbon. Phen là phen hãng nha mọi người, phen phen hãng. Đó, phen là phen hãng. Bắt máy ngang. Thì cái độ cứng tầm khoảng UL L thôi, đó. Thì cái này là dài là 1m68 nhá. Không có thông số. Phen ok, phen hoàn chỉnh. Phôi hoàn chỉnh, đó. Bát ok, bát còn khá đẹp. Đó. Cái này nào anh em nào mới tập lô thì lấy cái này về luôn, rất là ok luôn. Đó, dạng lô lô copy. Đó. Lô màu giả, một lô cá sắt. Đó, đọt khá là đanh. Thì cái này nặng là 118 g, đọt của nó là 1 ly 2. Dài là 1m68. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng xếp cây số 12. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 lên trong người cũng một cây cần cắt dở thanh lý. Đó. Phen của nó là phen hãng nha mọi người, phen hãng. Cần phôi phôi carbon. Bát cũng còn rất là mới nè. Đó. Thì cây này view gì đó. Để thêm thông số. Thì cái này dài 1m8, độ cứng ra tầm khoảng ml, tải mồi từ 40 đến 20 g. Đó. Cái này anh em vừa lùa lóc đầu cây. Đó. Độ cũng khá là mềm. Độ cứng ra tầm khoảng ml thôi. Độ cứng ra tầm khoảng ml thôi nha mọi người. Đó. Đây, độ cũng khá là mềm nhá. Gỡ thanh lý nền bản. Thì cái này nặng là 114 g, đọt 2 ly 1, dài 1m8. Thì cái này nó tải mồi từ 4 đến 20 lb, 4 đến 20 g. Giá công khai cái số 13, giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship. Rồi. Tiếp theo cái số 14. Thì cái số 14 lên cho mọi người một cây cần của Daiwa. Thì cái này đến từ thị trường Nhật về nhé. Đây, anh em nhìn thấy cái cán đó đây. Đó. Cán nó rất là đẹp nha mọi người, cán nó dạng thiết kế rất là đẹp luôn. Đó. Nhưng mà cái miếng bằng này nè, bằng nó có lỗ lỗ tí nè, đó. Nhưng mà cán nó thiết kế rất là đẹp. Đó. Bát của nó là bát Daiwa. Thì cái này là một cái tem Daiwa nha mọi người. Cái này là một cái tem Daiwa. Đó. Rất là đẹp. Phen của nó là phen xít nha mọi người. Phen của nó là phen xít. Thì cái này dài là 1m98, độ cứng của nó là độ cứng ML. Đó, hàng đài qua, hàng tài quan. Đây mọi người, phen của nó là phen xít hết luôn. Đó, tất cả là phen xít. Phen này khá là chất lượng. Nhưng mà cái chân phen của nó nè, nó bị rạn keo một tí nhá. Đó, cần sao nói rõ ràng anh em vậy. Nhưng mà rất là cứng. Đó, bao test cho anh em luôn nha. Còn rất là cứng. Đó. Thì shop muốn để nguyên zin thì thôi, không đi keo lại. Đó, còn rất là cứng nha, anh em về câu vẫn vô tư. Đây, phen đề ba đây. Phen xít hết nhá. Đó, một cái phen xít. Bô của nó cũng là bô xít, phôi là phôi carbon. Hàng tem đây qua này chất lượng khỏi bàn. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok, đó, không có xước xát, trừ mấy cái phen này nhá. Phen này thì đây, cũng nói rõ ràng nhá, nó là bị rạn trên này. Nhưng mà còn rất là cứng nha mọi người, cứng và chắc. Thì cái này nặng là 128 g, đọt 1 ly 6, dài 1m98. Độ cứng là độ cứng ML. Thì cái này nó tải mồi từ 5.25 g đến 17.5 g. Cái này về anh em có thể câu lóc cũng được, rất là ok nhá, ổng áp luôn. Tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai cái số 14, giá là 850 k nha mọi người. 850 k cho một cây phen xít. Đó, hàng đại qua rất là xịn nhá. Cái số 14 850 k. Tiếp theo cái số 15. Thì cái số 15 lên cho mọi người là một cây cần của Korea, một cây hàng Ryobi. Thì cái này quẳng số bộ phen là một phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám đây. Đó. Cán là cán bằng. Thì cây là một cây cần máy ngang. Phen Fuji loại xám. Phen rất là ok, phôi là phôi carbon, tất cả cái này đều chỉnh hết nha. Đó, đây, phen này. Đây, đó, phôi carbon. Tem máy ngang.
Thì cái này nặng chỉ có 100 g thôi, dài là 1m68, thì cái này độ của nó là 1 ly, độ 1.8 nha mọi người. Thì cái độ cứng ra tầm khoảng ML, tải mồi từ 3.5 g với 17.5 g, tải từ 6 đến 14 lb, giá công khai kênh số 15, giá 400 nha mọi người, 400k cộng ship. Đó, anh em về cầu vô tư luôn. Đó, một cây cần carbon fan fuji giá 400k, quả khá là hơi. Tiếp theo cây sổ 16 lên cho mọi người, quẳng một cây cần lấy từ thị trường Nhật về, một cây fan của nó là fan fuji, bá tập bát fuji nè, đó cần mấy ngang luôn nhá. Đó thì cái này nó dài 1m68, hồi phơ carbon, nói chung thì tổng thể cần này còn khá là đẹp. Đó thì cái này về cho anh em câu lóc câu chẽm rất là ok luôn. Đó, đánh nhai hơi nhai thiệt. Thì cái này nó nặng là 100, tên ở đây tên điều quay gì nào nó. Đó thì cái này nặng là 120 g, độ 2 ly 2, dài 1m68, giá còn khai kênh số 16, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship kênh số 16. Tiếp theo cây số 17, cây số 17 lên cho mọi người là một cây cần của Olympic, nè một cây Olympic. Thì cây Olympic này số bộ phen là phen chân gòn nha mọi người, chân gòn đợi xít, lỗi đợi xám nha, đó, chân gam chân gòn đợi xám, phen này phen Fuji nha mọi người, bát Fuji tem hoàng luôn. Fuji. Thì cây này phôi của nó là phôi carbon, tổng thể ngoại hình còn rất là ok nhá, không có xước sát gì nhiều. Đó. Đây phôi carbon nha mọi người, sẵn nhá. Cái này anh em nào mới tập lùa đánh rất là ok, khá là ổn áp, phèn rất là xịn. Thì cái này nó nặng là 105 g, đọt 1 ly 8, dài 1m68 nhá. Thì cái này tải mồi từ 3.5 g đến 14 g, tải dây từ 8 đến 14 lb, giá công khai cái số 17, giá là 650k nha mọi người. 650k cộng ship cái số 17. Tiếp theo cái số 18, cây số 18 lên cho mọi người một cây cần lua máy ngang cán súng. Đó, đây bát của nó là bát Fuji luôn nha mọi người. Đó, bát Fuji máy ngang cán súng đây, cầm rất là vừa tay. Phen của nó là phen Fuji, foil foil carbon. Thì cái này một cây hàng của Korea. Đó phen đây, bù nó đây, tổng thể hàng cần thì còn rất là ok. Đó, chỉ có bụi đóng tí thôi, đó, keo đóng nè. Thì cái này nó dài 1m8, tải mồi từ 7 đến 21 g, tải dây từ 8 đến 20 lb, độ cứng của nó ra tầm khoảng ML. Đó đây, độ cứng cái này khá là cứng, về anh em có thể câu lóc được, câu lóc câu chẽm đánh nhá thiệt cũng được luôn. Đó, đánh nhá thiệt nhá hơi. Thì cái này nặng là 110 g, đọt 2 ly 1, dài 1m8, thông số tải mồi, thông số lua, thông súng thú lai, này có dây. Rồi giá công khai cây số 19, cây số 10 mấy ta, cây số 18, giá là 400 nha mọi người, 400 cộng ship cây số 18. Tiếp theo cây số 19, đây một cây cần lua của Shimano. Đó, một cây là Ugematic gì nè, đó một cây Matic, cái này một cây lua của Shimano. Cái này thấy và anh em có thể bán giá tầm khoảng 900, 1 triệu. Đây, bát của nó đây, bát lua của Shimano. Cái này còn rất là đẹp luôn, phôi của nó, phôi carbon, còn tối nè, đó. Phen là phen Fuji. Phôi carbon. Fuji là sám bù nữa này, đó rất là đẹp luôn. Thì cái được sản xuất tại China nha mọi người, hàng Shimano. Thì cái này nó dài là 1m74, nó tải mồi từ 7 đến
18 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb, độ cứng cái này tương đương với tầm khoảng LML thôi. Đó. Được cái foil rất là đẹp. Cái này nó có một lỗ chỗ này. Đó. Bị xước chỗ này, đó. Đây. Đây. Cái xước của nó đây, đó. Nhưng không ảnh hưởng tới foil nha mọi người. Đó. Cần sao bảo cho anh em vậy. Thì cái này nó nặng là 100 gram, đọt 1 đi 5, dài 1m40 và 1m74, tải mỗi từ 7 đến 18 gram, tải dây từ 10 đến 16 lb. Giá công khai cái số 19, giá là 650k nha mọi người, 650k cộng ship, cần gấp là mới, giá cũng gấp hữu nghị luôn. Đó. Tiếp theo cái số 20, cái 20 lên cho mọi người một cái cần đai qua. Thì cái này còn túi luôn nha mọi người, còn túi luôn. Cái này dạng hàng chưa qua sử dụng, bát gốc của nó còn miếng ni lông dán nè, đó. Phôi của nó là phôi carbon sẵn nè, đó. Phen là phen Pussy đỏ xám. Bát là bát Pussy. Càng rất là đẹp. Jupiter đại quà. Phen khá là xịn luôn. Bố đây. Thì cái này độ cứng tương đương với tầm ML nha mọi người, dài 1m8, độ cứng ML, tải mồi từ 5 đến 18 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai cây số 20, giá là 800 nha mọi người, 800k cộng ship. Thì thông số cân nặng đây, đó. Thì cái này nó nặng là 135 gram, đọt của nó là 1.7 nhá. Đó, còn túi luôn, đó, còn sách hướng dẫn. Rồi, giá ông khai cái số 20, giá là 800k nha mọi người, 800k cộng ship. Tiếp theo cây số 21, cây 21 nó vẫn còn tối luôn, còn tối còn hợp nè. Đó. Thì 21 lên trong người là một cây cần của Abiquay Pencil. Đó. Đây. Hình hãng đây Abiquay Pencil. Fan của nó vẫn là fan Fuji đỏ xám. Gốc của nó là gốc bằng nè, cán bằng. Máy ngang. Đó. Cần rất là đẹp, dạng cần chưa qua sử dụng. Cần nó đây. Cần nó đẹp mê mê mẩn luôn. Bu đây. Đó. Rất là ok nhé. Thì cây này một cây ABQ Pencil, dài 1m68. Đọt của nó 1.8, nặng là 95 gram. Thì cái này tải mồi từ 0.7 đến 21 gram, tải dây từ 6 đến 14 lb. Giá công khai cây số 21, giá là 800 luôn rồi, 800k cộng ship. Thành phần carbon của nó là 99%. Đó. Độ cứng cái này là tầm khoảng ML. Rồi, giá 800k cộng ship nha, cái cuối cùng cái số 21. Rồi, đó tổng cộng 21 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể chốt lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.